4 loại thực phẩm cực tốt cho phụ nữ trên 30 tuổi. 1. Trà xanh. Đối với phụ nữ, uống quá nhiều trà và cà phê có thể gây thiếu máu, do đó phụ nữ nên hạn chế uống cà phê. Bạn có thể thay thế cà phê vào buổi sáng bằng cách lựa chọn một tách trà xanh. Trà xanh có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trà xanh không chỉ có thể cải thiện mức độ trao đổi chất của cơ thể mà còn làm giảm nguy cơ bệnh tim và ung thư. Tuy nhiên, bạn nên chọn trà xanh tự nhiên hay còn gọi là chè tươi. 2. Các loại rau màu xanh đậm. Theo các nhà khoa học, rau như bông cải xanh, rau bina và lá mù tạt rất tốt cho phụ nữ ngoài 30. Điều này là do các loại rau này có chứa một số lượng lớn các chất chống oxy hóa, cellulo và các yếu tố sắt. Khi ăn các loại rau này, bạn có thể thêm tỏi, dầu ô liu và nước chanh, vừa tăng thêm hương vị mà cũng không ảnh hưởng đến các chất dinh dưỡng có trong rau quả. Rất nhiều người không biết rằng ăn rau quả cũng có lợi cho việc bổ sung sắt, bởi vì trong rau quả chứa rất nhiều vitamin C, axit citric và axit malic. Các loại axit hữu cơ này có thể cùng với sắt hình thành nên hợp chất, từ đó tăng độ hòa tan sắt trong đường ruột, có lợi cho sự hấp thu sắt. 3. Ngũ cốc. Cách hiệu quả nhất để có được đủ chất sắt là ăn ngũ cốc, vì ngũ cốc rất giàu sắt. Uống đủ chất sắt đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa thiếu máu, thiếu sắt. Ngoài ra, khi phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nhu cầu sắt sẽ tăng lên. Thiếu máu, thiếu sắt có thể dẫn đến suy nhược, mệt mỏi, thiếu tập trung. Do đó, bạn nên ăn ngũ cốc mỗi ngày. 4. Sữa ít chất béo. Phụ nữ dễ bị loãng xương hơn nam giới, đặc biệt sau tuổi 30. Đây là lý do tại sao bạn cần kiểm tra mật độ xương ngay sau tuổi 30. Canxi là một chất dinh dưỡng cần thiết để cải thiện mật độ xương của con người. Hầu hết phụ nữ cần từ 1.000 đến 1.200mg canxi mỗi ngày. Tuy nhiên, trong thực tế, nó rất khó khăn để đáp ứng nhu cầu này và điều này sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương. Các chuyên gia chỉ ra, ăn thức ăn giàu canxi không chỉ thúc đẩy sức khỏe của phụ nữ mang thai mà còn có thể đảm bảo việc tiết sữa trong giai đoạn cho con bú. Sữa ít chất béo là một nguồn lý tưởng của canxi. Nó còn chứa vitamin D, có thể tăng cường khả năng hấp thụ canxi của cơ thể. Ngoài ra, ăn 3 đến 4 loại sản phẩm từ sữa mỗi ngày cũng có thể giúp bạn giảm cân.